gửi khách hàng thân mong bác sĩ cầu chúc ông phước chỉ được lai tâm cuộc thế trần nhiều đoạn bằng tăng vào căn ngộ xuống bạc liêu chưa bao nhiêu đồ bóng rút tâm hoàng quang phần thương dân phổi héo gan sao ngồi đi đứng nằm lăn lóc mãi cùng nhận được trần hoàng là khổ hay dốc tầm đường phóng dài cho thân tâm diệu nhân sanh khỏi chốn mê lầm bờ giác ngàn kiên tâm lần bước tới hoàn cảnh chẳng gặp hồi lai thôi ân nhân hoài chờ đợi dần hành để đem phô tri ốc với gan lòng đền đáp lại cuộc chờ trong ngoài ngõ cùng rất thèm bình đau trầm ưu nên chẳng mạnh nở cùng bách tính thời còn dương
chẳng xót thương chung. Bao giờ đạo pháp ta thông đạt, quy cửu sanh linh cảnh não nùng. Thôi cùng an lòng nơi số phận, đợi chờ dẫn tới xe tuôn mây. Về trên thượng giới đền kim khuyết, tâu lại trần gian cớ sự này. Nam mô A Di Đà Phật.